Ừ, trùng đất à? Không phải, là rất đồng. Nhâm 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 nhâm. Vô chơi cùng chồng nha. Ok, bao người yêu chưa? Em có người yêu thì em đứng hay làm gì? Đúng thì đúng. Anh phải hỏi như thế để em chắc chắn 100%. Có nhiều người, người ta không có người yêu, người ta có chồng, có con sao? Em làm vợ anh nha. Em làm vợ anh nha. Ủa trời ơi. Không được, không thể tin nổi. Em cũng muốn hỏi anh thêm một câu nữa. Anh có thích kiểu người tính bướng không? Mình có. Mình rất thích người tính bướng như Bo. Ý em là bướng xú á. Bướng xú. Xú là gì? Nghe nào. Là rồi, em lên đi nào. Ok. Vào đây nào. Ok. Ráng nha, 65 kg thôi. Ngồi ra giữa. Đéo tin. Không được, ngồi ra giữa. Ui. Thật sự vui em. Thôi được rồi anh ạ. Em hiểu rồi. Thôi bây giờ thay vì mà mình cho bạn á hết 5 cái, thì bây giờ mình cho bạn nằm đó bằng chịu đựng em khoảng 15 giây xem được không? Nằm im chịu đựng 15 giây. Xe lát lại là vì ở Qubit đây, và hiện tại thì tôi đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng với cả con trai tôi. Rồi sợ lâu lắm rồi mới được ra đường nhát. Ok, tôi đang nhìn thấy có một idol top top. Bây giờ mình sẽ ra, mình thử mời ghép đôi được không nha các bạn nhá. Get go. Hello. Ủa trời ơi. Anh Quân Tập đúng không? Đúng rồi. Anh có nhìn chưa? Yo, con chó này tên là gì? Yes, con chó này tên là mèo. Kiểu gì? We found another yes. One. Con chó này tên no, là no, mèo. Mọi người ơi, ở trên đường Nguyễn Huệ Phúc gặp con chó này, nhìn đi mọi người ơi. Trời ơi, con chó này tên là gì vậy? Con mèo. Một con chó tên là con mèo. Kỳ cục á. Thế biết hiểu kiểu gì? Rồi, vừa là lúc nãy thì tôi có thấy là có một gia đình rồi đúng không? Đi từ Vũng Tàu lên để xem ghép đôi. Nhưng mà trước lúc đấy rồi là tôi thấy là có một idol giới trẻ rất vã. Ôi trời ơi. Thế rồi cái cục cưng của chồng yêu đi vào vừa gặp tôi ngoài kia đã bảo đòi vào đây ghép đôi rồi. Nào quay ra đây xem nào. Hello anh. Chào Bo, tên là gì? Em tên là gì thì chắc mọi người cũng biết là gì rồi đó. Mèo. Con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào phù tè phô mai về xin chào cả nhà. Ai biết tên là gì thì comment là gì xuống đây cho mọi người cũng biết là gì nhé mọi người. Đúng vậy. Ok, Bo có người yêu chưa? Em có người yêu thì em đứng hay làm gì? Đúng thì đúng. Anh phải hỏi như thế để em chắc chắn 100%. Có nhiều người, người ta không có người yêu, người ta có chồng, có con sao? Ai được? Chết rồi. Thế bây giờ đi ghép đôi được không? Chứ bây giờ anh lỡ tới đây rồi hôm nay em từ chối. Let's go. Rồi, vào đây tuyệt vời. Ok, Bo sẽ là người vào đầu tiên trong số ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ chắc ở đây là có ai biết bạn Trần Tuấn Bo chưa? Chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Đúng. Cái thì ai bảo chưa đấy? Ai vừa bảo chưa? Chưa đúng không? Chưa, tí nữa vào đây là biết. Ok, bây giờ Bo giới thiệu một lần nữa đi. Để hôm nay lên đây tìm người yêu mà. Ok, Bo nói vào mic nhá. Bo nói vào mic này. Alo. Rất sáng nha, cái mày rất sáng nha bé. Hello tất cả mọi người, mình là Trần Đức Bo, năm nay mình 22 tuổi. Hiện tại mình đang là streamer và là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Thì hy vọng là hôm nay mình sẽ tìm một người ưng ý. Ok, một người ưng ý là một người như nào Bo? Một người ưng ý là một người hội tụ những đủ những yếu tố vậy đó. Có thế thì chịu rồi chứ, biết sao rồi. Vậy đấy là như nào? Thì giống anh đó. Em luôn được không? Được. Chết rồi. Tôi lại ứng cử luôn đâu mà một vé. Ok. Yeah. Cho anh mượn mic đi. Ok. Ok, bây giờ view hoàng hô 3, 2, 1. Nếu như bạn nào muốn ghép đôi với cả Bo thì có thể đứng vào đây nhá. Và chúng ta sẽ có quyền pick người ngày hôm nay nữa. Ok chưa? 3, 2, 1. Xin mời ạ. Bạn muốn ghép đôi với Bo thì đứng vào đây luôn ạ. Mời các bạn ạ.
mời bạn. Mời em. Vào đi, em vào đi. Vào đi, một người đầu tiên. Ôi trời ơi. Ai nữa không ạ? Hình như là Bo nổi tiếng trên mạng xã hội là chồng yêu của các bạn nữ đúng không? Các vợ yêu của chồng ơi. Thế với các bạn nam thì là vợ yêu hay là chồng yêu? Ok, đùa đùa đấy. Rồi, còn ai nào nữa không? Có ai nữa không? Đâu, 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 đâu? Đang cầm điện thoại đây hả? Đây đúng không? Ở kia làm sao đấy? Đang bật điện thoại à? Thế hết bạn chưa? Bạn nổi thế ghê em không bạn? Không, mặc rất đẹp mà, không phải ngại. Hôm nay bạn mặc rất đẹp, anh cứ focus vào bạn ấy cho em. Bạn ấy bảo là bạn ấy mặc ngại thôi. Bo ơi, bây giờ Bo follow theo video Hoàng nhá. Yeah. Video Hoàng đi đâu thì Bo đi theo đấy nhá. Dạ, yeah, ok. Và Bo chỉ là Bo thích bạn nào thì video Hoàng sẽ mời bạn ấy vào để ghép đôi với Bo. Okay, Bo yeah. Quyền pick 10 bạn. Hôm nay Bo sẽ là nhân vật chính. Ok. Em biết bạn em được không? Yeah. Được. Gì đấy? Hả? Bạn á? Đâu? Mình không biết đâu với bạn đâu. Tại sao? Mình sẽ chụp ảnh hôn môn đâu ở kia hả? Thì yêu nhau ngoài giờ không phải nên nhiều cơ hội cho bạn hơn. Vậy bạn không thương mình hả? Mình vẫn thương. Bạn là đồ khốn. Tại vì là hả, nó không có make up á nên là nó không có vô với em á. Không, nhưng mà anh nhìn thấy qua cái lớp khẩu trang là anh thấy em xinh rồi. Đúng, đi đúng đi, đi vào đi, đi vào. Đi vào. Ok, boy, đi tiếp nào. Chết rồi, không có ai là gu thì bây giờ sao? Mình cứ bích đi, mình làm bạn mà. Đúng không? Cứ đi một vòng đi. Yên tâm, trước sau gì cũng có người. Hồi nãy em thấy hồi nãy em thấy có hai bạn nãy cũng là YouTuber á, nhưng mà hai bạn nó đi đâu mất tiêu rồi ta? Hai bạn YouTuber á? Ờ, hồi nãy em thấy có hai bạn YouTuber, có một cái bạn cao cao á. Bo thích người cao hay là thấp? Em thích cao. Thích cao đúng không? Nhưng mà Bo ơi, Bo cao quá Bo ạ. Bo cao thích con gái cao nữa. Thích con gái cao. Ờ đúng rồi. Chết, giờ con gái cao ở đây thôi. Ok mời em. Vào đi, vào đi. Vào đi, vào đi, em đó. Em vào đi, em vào đi. Ok, tiếp nào. Giờ tay rất cao ở ngoài. Rồi, ok, tiếp tục đi ạ. Anh ơi, thí dụ em biết cái bạn từ xa kia được không? Bạn nào ở xa? Cái bạn đeo kính đứng xa đó kìa. Đeo kính đứng xa đâu, em chỉ xa thế, anh lại phải đi xa đúng không? Đúng không. Rồi, cái bạn đang đứng xa ơi là xa á, mặc áo màu xanh lá. Đâu? À, anh Việt CG à? Nhưng mà có biết bạn đấy chưa không đấy? Có, hồi trước em có like TikTok chung với bạn ấy á. Từng like PK chung đúng không? Ờ. Đâu ạ? Ôi ông này cao này. Trời ơi, cao thế này. Bạn có người yêu chưa? Muốn đi ghép đôi không? Ok, trời ơi, đây này cao chưa? Đi ra chỗ nào là ăn phát đầy luôn. Ờ quên, em lại đi nhờ gái cho gia đình. Tiếp không? Đây, ông này cao cao này, ông áo polo đen này này. Đâu, ai nữa? Có là nữa đúng không? Chắc là có vào hay không vào nào? Không sao. Vào đi, vào đi. Trời ơi, cứ phải tự tin về mặc đồ nhờ. Có, ok. Còn ai muốn vào nó không không vào thôi để mình dừng ở đây ạ. Mình dừng pick người ở đây nhá. Ok chưa? Rồi xin mời các bạn đứng hàng ngang ra đây giúp Vi Hoàng với ạ. Hàng ngang ạ. Ok. Em vẫn đang chờ về CG đúng không? Đúng rồi, em đợi nãy giờ tại vì là hả, em cũng để ý cái bạn đó từ năm ngoái rồi á. Oh. Nhưng mà Việt CG đang quay ngoài kia nhở? Tiếc quá. Mất lượt. Tiễn dòng. Vãi cả đái. Chuẩn. Tiễn vòng luôn, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên. Theo format của chương trình chúng ta sẽ giới thiệu tên, tuổi và quê. Rồi bắt đầu từ bạn nữ nhá. Em là okay. Vân Thiên Hạc, 20 tuổi đến từ Gia Lai ạ. Ok, hello em. Rồi tiếp tục luôn. Tôi tên là Khoa, Trang Văn Khoa, 27 tuổi đến từ Hồ Chí Minh. Ok, 27 tuổi. Không thể tin được, mặt quá trẻ. 17 tuổi đến từ Đà Nẵng. Em nói vào đây, to đi. 17 tuổi đến từ Đà Nẵng. Em tên là gì? Trần Minh Kha. Trần Minh Kha đến từ Đà Nẵng. 17 tuổi. Ok, rồi, cảm ơn em. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ sang luôn thử thách thứ hai nha. Tại vì là có 3 người thôi. Chúng ta sẽ đến với thử thách thả thính gây ấn tượng với đối phương bằng một câu thả thính hoặc một hành động, một tài năng của các bạn. Bắt đầu từ bạn nữ nhá.
Dạ, em yêu chồng, miếng 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 miếng. Em làm lại đi. Không tuổi chết. Em yêu chồng Trần Đức Bông. Miếng 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 miếng. Rồi, ok, tiếp tục. Quay, sao mới gặp lần đầu mà quay. Em yêu chồng Trần Đức Bao. Tôi chết rồi, sao ai cũng yêu chồng là như nào? Em đang tìm chồng, em đang đi tìm vợ đấy. Nói chung là ai mà hợp gu em á thì em thích thôi, em đơn giản lắm. Ok, thế ở đây là có ai hợp gu chưa? Nani? Đéo thể tin. Em nghĩ là chưa có hợp gu đâu, mà chắc phải nói chuyện để xem mình có hợp không. Không cần hợp gu, nhưng mình cần hợp. Không, ý em á là không cần hợp gu, chỉ cần hợp nhau về cái tính cách thôi. Ok, rồi. Xin mời ba bạn đằng sau quay ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng pick người. Chọn ra hai bạn để vào vòng tiếp theo. Sau khi view bảng hô lên 3, 2, 1 thì những ai mà được bó chọn thì người ta sẽ là người được đi vào vòng tiếp theo nhá. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Không chạm đi, em chạm một người ra, em chạm hẳn một người đấy luôn. Mời ba, rồi hai đứa nào. Hai bạn. Rồi, ok, cảm ơn em nhiều nha. Ok chưa? Ok. Ok, thử thách này nó liên quan đến thể lực. Nhưng mà tại vì có bạn nữ ở đây nên chắc là chúng tôi sẽ phải đổi. Thôi, thử thách hai bạn này nhảy đi. Thử thách hai bạn này nhảy đi. Ok, vậy bây giờ Bo sẽ thử thách là... Alo, 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 alo. Bây giờ Bo sẽ thử thách hai bạn là bạn nào mà nhảy đẹp nhất là Bo sẽ chọn cái bạn đó. Ok, sao thế? Sao phải sượng sượng chân này? Dễ, không biết nhảy. Mày đừng có bốc phét. Không sao, em nhảy được cái gì là nhảy được. Em biết nhảy gì là được thôi. Đấy, đấy. Đấy, ok, bật nhạc nhá. Thế thì để cho qua là người làm trước nhá. Ok, xong rồi em chờ anh một chút nha. Cầm cái gì ở tay này. Sao đi quay để cầm cái này ở tay. Hiểu kiểu gì? Sao ông đi thả thính ở nhà người ta, ông lại cầm cái này á? Trời ơi, ông tặng Trần Đức Bo cái đấy à? Đúng rồi. Em chê. Ok, chuẩn bị này. Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Mọi người cho bằng bộ tay to đi sự dũng cảm của bạn ý ạ. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, em bài gì nào? Bo mình được Bo hay nghe bài gì để bật cho bạn nữ này này. Bạn ý ạ, fan của Bo đấy. Fan của Bo hả? Cái bài nào anh cũng nghe hết trơn á. Em thích bài nào thì em cứ biết cái bài đó thôi anh. Ok, em cứ chọn lại một bài. Chuẩn bị nhá, sẵn sàng chưa? 3, 2, 1 bắt đầu. Thì đó, nhìn là biết dancer rồi. Lừa dối thật. Đúng rồi đó. Quá xuất sắc rồi. Vâng, bạn nữ nói là không biết nhảy các bạn ạ. Đây là xạo rồi nhá. Xạo chó, xạo chó. Đây là điêu nha. Rồi, ok, rồi. Ok, ưng rồi đấy. Hay quá. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ có một chút thời gian để mà làm quen với cả hai bạn nhá. Bo muốn chọn bạn nào để làm quen trước? Em chọn bạn... Bạn nữ đúng không? Ok. Rồi, ok. Xúc nào thế? Em cao mét mấy? Em cao mét 7 mà em độn 8 xăng. Gì hả? Xuất sắc, anh cũng thích ai cao. Ừ. Cái là đã xì nhục tôi đấy, vào mặt tôi đấy không ạ? Tôi lùn đấy. Cây tươi nhờ. Búng lên chán thôi chứ em không xì nhục. Ủa mình gì? Lâu lắm vậy đi chứ. Không, mình rất yêu quý nhau em, mình rất yêu quý nhau. Ok, là tiếp tục. Ok. Em nghĩ sao vậy anh? Anh là chồng yêu mà yêu chồng. Yêu fan anh mà. Anh
nói chung là em ở Sài Gòn hả? Dạ không, em mới từ Gia Lai lên đại học. Mới Gia Lai lên học. Em 2K3 hay 2K4? Dạ em 202 mà em chuyển ngành á, em chuyển ra đại học mua khác. Vậy hả? Vậy em chuyển ngành như vậy có bây giờ em suy nghĩ tới việc là em chuyển sang nhà anh ở chưa? Ôi! Trời ơi! Em cũng ước được vậy, ước từ lâu lắm rồi. Ok. Anh thử nói một câu gồng lên xem nào. Em làm vợ anh nha. Em làm vợ anh nha. Ủa trời ơi. Không được, không thể tin nổi. Ok rồi, tiếp tục quay sang bên này nào. Cảm ơn em nha. Rồi ok. Đừng có thể làm quen nhau. Anh tên gì em quên mất tiêu rồi. Mình tên là Trang Băng Khoa. Trang Băng Khoa hả? Em gọi anh là chú được không? Được luôn. Ý em là chú rể á. Ước gì một ngày nào đó mình có thể chở bạn lên một chiếc xe của mình ngồi sau lưng mình. Xe gì? Xe cúp. Bạn có thể nào đi chung một mình không? Có, nhưng mà em cũng muốn hỏi anh thêm một câu nữa. Anh có thích kiểu người tính bướng không? Mình có. Mình rất thích người tính bướng như Bo. Ý em là bướng xú á. Bướng xú. Xú là gì? Không biết thật luôn á. Nói chung là nếu anh không biết thì từ từ đi, khi mà anh chở em cho cái con cúp của anh á, em sẽ chỉ cho anh. Anh bạn à, anh có thể vào bút. Bạn nào biết thì comment dưới này nhớ, cho về bạn qua bạn đọc lại nhớ, là hiểu ngay vấn đề luôn. Ok rồi, hết giờ. Ok rồi, nắm tay cả hai bạn nha. Nắm tay cả hai bạn nha. Ok. Cầm tay vào ạ. Chân tay. Giờ một cuộc đời làm chồng, hai là cuộc đời làm vợ này. Thế bây giờ Bo thích làm vợ hay làm chồng? Khác đẳng đấy. Em làm cả hai được không? Cái gì cơ? Em làm cả hai được không? Em chia ca em làm. Em làm cả hai, tham lam quá, thế là không được. Quá tham, đúng rồi. Ok, mọi người ơi, ai cổ vũ cho bạn nữ thì vỗ tay đúng không ạ? Thế ai cổ vũ cho bạn nam ạ? Ok, quyết định là ở Co, quyết định là ở Bo nha. Khi mà Vi Hoàng có 3, 2, 1, Bo chọn ai thì Bo giơ tay người đó lên nha. 3, 2, 1, xin mời câu trả lời từ Bo. Căng thẳng đấy, đừng giơ cả hai, tham lam là không được đâu. Ông gái tạm biệt đi được không nào? Xin lỗi anh nha. Ok, mai cà phê sau. Don't be sad, baby. This is game. Ok, cảm ơn em rất nhiều vì đã tham gia chương trình nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thể lực dành cho Khoa. Nani? Rồi, ok, và trước khi đến thử thách thể lực này thì chúng ta sẽ ghép đôi cho hai bạn này nha. Rồi. Không thích bề đúng không? Thích như nào rồi? Thích cái nào mà cái kiểu nó con trai, nó kiểu lên là nó kiểu dễ thương á. Con trai kiểu dễ thương là kiểu gì? Anh gợi ý cho em một vài kiểu được không? Ở đây thì thật ra thường có sẽ có hai kiểu, một là bế squat, hai là bế đi một vòng, ba là chống đẩy và Bo sẽ ngồi lên lưng bạn đó. Bà chống đẩy, tao quên lộn. Anh chống đẩy. Sao lại bà chứ? Em xin lỗi nha, anh chống đẩy được không? Em chống đẩy không nổi. Không nổi hả? 5 cái mà cũng nổi hả? Đắc à? Đúng chắc được đúng không? Nhưng mà từ từ để bỏ qua đây nhá, mình phải làm quen nhau, chúng ta sẽ có một phút để tìm hiểu đối phương. Bắt đầu từ Khoa. Em sẽ nói như thế nào? Khoa có thể hỏi là về tình trạng hôn nhân độc thân của Bo, bao nhiêu lâu rồi độc thân? Bo đã bao nhiêu lâu rồi chưa có người yêu? Bo hả? Nói ra thì dài lắm, tại vì là Bo đợi Khoa mà. Khoa cũng đợi Bo mà. Cái gì đấy? Cái gì công khai này hả? Em không biết nữa, tự dưng á, bình thường á, em thấy em không biết nói gì hết trơn, mà tự dưng em gặp Khoa cái em nói quá trời luôn, biết sao. Nó bị đứng luôn đúng không? Hả? Nó bị đứng luôn. Không phải bị đứng mà chắc là hả, tim em đập ba da bum á. Không đâu, ông nghe thử xem đúng tim đập không, nghe thử vào. Tay cơ ơi, tay sắc cơ. Anh phải áp tay vào chứ. Ok, đặt tiếp câu hỏi
nào, nhanh lên, chúng ta còn 30 giây thôi. Em thì em không có biết hỏi anh như thế nào hết, nhưng mà nếu như mà hả anh yêu em thì em sẽ yêu anh. Anh sẽ dành con tim này cho em. Anh sẽ dành con tim này cho em. Trời, anh thì dễ thương quá à. Mới gặp chưa gì mày đã moi cái bộ lông mà tặng em rồi. Moi bộ lông ra tặng. Cái gì vừa lúc nãy moi bộ lông ra? Moi cái gì? Ôi trời ơi. Vãi cả đái cơ. Chờ em, người ta moi từ lòng người ta ra đấy em. Moi từ lòng ra đó. Thì sao ta? Em thấy anh phải đưa lên trước chứ. Ôi chết đi, cái thằng chết tiệt này mày đang làm. Em thấy là kiểu nó cũng nó rất là chân thật. Mặc dù nó không có bằng cái chân giữa, nhưng mà em cũng sẽ rất là chill and miss and mark với lại là cái moment này, là mình cứ enjoy cái moment này. Em sẽ coi đây là cái vật định tình cho cái buổi gặp đầu tiên của tụi một em. Một kỷ niệm ấn tượng đúng không? Một kỷ niệm rất là ấn tượng. Tại vì em chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ đứng đây để em ghép đôi với ai hết trơn. Đúng, anh đúng. Nghĩ rằng cái này nó rất là chân thật. Không những thế, nó cũng ăn là được một không? Chân ái. Nhâm. Là phải quân, tao lấy mày. No. Ok, hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng. Nét thể lực nhá. Chống đẩy, hit up đúng không? Hit up cho bom vào lên lưng đúng không? Làm được mấy cái thì làm thôi nha, không cần cố gắng. Cố lắm được cái nào thì cái. Được cái nào thì tính cái đấy thôi, ok. Bắt đầu. Mọi người nghĩ được mấy cái ạ? Ủa? Là rồi, em lên đi nào. Ok. Bom vào lên nào. Ok. Ráng nha, 65kg thôi à. Đéo tin. Được ngồi ra giữa. Ui thật sự vui em. Thôi được rồi anh ạ. Em nhìn thấy em hiểu rồi. Em hiểu rồi. Thôi bây giờ thay vì á mà mình cho bạn á hả hết 5 cái thì bây giờ mình cho bạn nằm đó bằng chịu đựng em khoảng 15 giây xem được không? Nằm im chịu đựng 15 giây. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu 15 giây. Thôi 10 giây thôi nha, 10, 9, 7, 6, em nhún đi, 5, anh phải quay cận mà cứ nhún lại này, nhún lại đi em, 3, 2, nhún nó đi để đếm nào, 1, ok. Tiếp tục đếm, rồi, em ơi thương quá, thương thật sự, cảm thấy thế nào? Đi dây, quay hả? Em cảm thấy rất thích. Chi này, rất chi là nộm nhộm đúng không? Em cảm thấy rất thích nha. Rất thích nha, rất thích. Thích thật không? Thật. Mo thích không? Tuy cảm giác mà ngồi lên lưng của Khoa chỉ thưa và ít, nhưng mà nó tạo cho bao cảm giác ưa và thích. Trời ơi, cái đôi này ơi. Đáng ghê, à nhập đáng yêu thật sự. Đáng yêu thật sự. Thì người ta nóng kia toát hết mồ hôi rồi kìa. Là đáng yêu chưa? Yêu rồi. Là yêu rồi hả? Đó là do bạn biết yêu rồi đó. Thật đơn giản là bạn sắp yêu rồi đó. Người ta nóng kia. Ok rồi. Người ta nóng kia toát mồ hôi kìa. Nóng không? Không có giấy á, lau bằng tay hả? Vậy thôi để quay xong cái mình đi nhà nghỉ. À quên rồi. Là đi tránh nóng. Đúng. Đi tránh nóng. Đúng rồi. Tránh ở nhà đúng không? Đúng rồi. Nhà nào thì chưa biết. Em thì sao cũng được, nhưng mà em có một cái câu em muốn nói. Một cái câu thơ mà em rất là tâm đắc. 2, 3. Mẹ cha cho bạc cho vàng, không bằng bao lấy được chàng cho tim. Quá chuẩn luôn. Ok. Hiểu đấy. Rồi ok. Bo, bây giờ sẽ là còn phần Bo đáp trả tình cảm cho Khoa nữa. Ông nhún, bây giờ Bo vừa nhún nhà người ta như thế cơ mà. Thì bây giờ em phải đáp trả như thế nào hả? Đáp trả tình cảm, thể hiện tình cảm thôi, làm gì cũng được, tùy Bo. Nãy giờ chưa đủ đáp trả hay sao? Bây giờ để hành động này. Bây giờ mình gợi ý cho em. Đây là hành động. Ôm cái đi.
từ đó giờ em chưa bao giờ mà em nghĩ rằng là em sẽ ôm một người con trai ngoài đường. Nhưng mà hôm nay em sẽ làm cái điều đó với anh. Ghét đấy trời. Ok, ôm nhau nào. Rồi có bế nhau về luôn không ạ? Rồi ok, được rồi. Mình quyết định luôn nhá. Xin mời hai bạn đằng sau quay ạ. Sau 10 giây tưởng đếm của Vy Hoàng, hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thì hãy quay mặt lại. Nếu không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây bắt đầu. 10. Trời ban mối chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ. Phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời đừng mơ mắng tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. 3, 2, 1, xin mời câu trả lời từ hai bạn. Bế ra khỏi đám đông luôn. Xin chào mẹ đồng hồ. Bye bye. Em ơi giả anh cái mic quên mất. Ok. Xong rồi sau đó tí nữa mình gặp nhau sau nhá. Có rồi. Nhanh đấy, tức là ở nhà BK với nhau hả? Không có, tụi em biết nhau lâu. Nhưng mà không có biết nhiều. Tức là có biết nhau và ngày hôm nay là tình cờ lên chơi và chọn nhau hả? Đúng rồi, tình cờ, tự nhiên thấy bạn đi vô em cũng biết sao. Nếu mà đôi này yêu nhau tôi sẽ làm tập 2 cho hai bạn này. Ok, hứa luôn. Rồi, ok bây giờ đi gặp em đôi đây, bye bye. Và ra xem thì ra nha. Cho tôi đi nhờ cả các bạn ơi. Ok, trời ơi. Đây là số đầu tiên trong ngày hôm nay và thật sự là vừa lúc ấy chúng tôi vô tình gặp bạn Bo ấy. Bạn thấy đi ghép đôi à? Cho Bo đi ghép đôi với. Thì là đấy, va quá, có lúc đầu có định nhảy vào đây luôn khi mà chưa chào hay là chưa hỏi ai cơ. Hay, nhưng mà thành công rồi. Hy vọng là số này sẽ có thể làm tập 2 cho đôi này nhá. Các bạn đừng quên like, share, subscribe cho View Hoàng Cupid và SB Entertainment. Đừng quên join vào group ghép đôi đường phố trên phố đi. Quên, đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nhá. Bỏ qua câu đấy nhá. Các bạn đừng quên like, share, subscribe cho View Hoàng Cupid. Và bây giờ thì đi ghép đôi tiếp thôi. Let's go.